qua trong cái này nhé. Chúng ta đang ở trong một khung cảnh ở phòng soi, chứng kiến một ca nội soi đại tràng. Này có bác sĩ Thúy gây mê. Nội soi đại tràng gây mê là một cái ưu việt mà người bệnh ngủ giấc dậy là xong, không có bị đau đớn gì cả. Phục nội soi sẽ thuận lợi nhất. Ok, rất là nhanh. Sau khi nội soi người bệnh ngủ như thế nào sẽ không có những cái phản ứng gồng người. Cuộc nội soi sẽ thuận lợi cho mấy cả bác sĩ gây mê và với cả người bệnh. Ok. Đây là hậu môn. Đang ở trực tràng. Trực tràng thì qua rất là đơn giản, qua 1-2 nếp van là hết trực tràng. Đường đi đang ở giữa màn hình. Chúng ta cầm dây soi như thế này là hơi dài, cách khoảng độ 30-40 phân thì nó sẽ không hỏng ống soi dây soi. Nhiều cái nhu động thế này là có vẻ như nhu động ruột, nhu động đại tràng tương đối nhiều. Bơm hơi nhìn thấy đường đi đang ở vị trí khoảng độ 7-8 giờ. Qua đây đang đến sigma đây rồi. Sigma là cái đoạn mà nó di động nhất, đang ở vị trí 1-2 giờ. Còn chút cạn phân, có hết dịch rồi. Ta nhìn đường đi dễ. Đó là vị trí đường đi, là vị trí đúng 12 giờ đây. Đoạn này hơi khó cho nên áp hết cỡ và chúng ta hơi đẩy dây. Nếu bệnh nhân tỉnh là đoạn này sẽ đau. Cạn này là cạn phân thôi. Con này hơi khó đưa dây này. Những đoạn đưa dây này là nó đang ở người bệnh mà tỉnh là sẽ đau. Và đoạn này có thể bật khoác bạn này. Chuẩn bị này chưa được. Ta nhìn thấy đường này cứ đưa dây, tiếp tục đưa dây. Vẫn đang ở sigma. Đưa dây, tiếp tục đưa dây. Đường đi đang ở vị trí phòng à, nó lại trượt đường đi nữa. Khoảng 6 giờ đi. Qua đây cái là nó vị trí khoảng 6 giờ, 7 giờ đi. Tiếp tục hơi xoay dây. Nhìn thấy đường tiếp tục đưa dây. Vẫn tìm thấy đường, chúng ta cứ đưa dây đến khoảng độ 70-80 phân thì lúc ấy nó ở đại tràng trái, chúng ta rút dây để tạo, để tháo cái cuộn ống. Vẫn đang tạo cuộn ống cho nên người bệnh vẫn đang khó chịu. Họ phải rút được hết cái cuộn ống này người bệnh mới hết khó chịu. Nhiều dịch. Bao nhiêu chỗ này đến 80 phân bây giờ. Đến 80 phân, đoạn này sẽ rút dây để tháo ấy. Rút dây theo chiều kim đồng hồ. Vừa rút được xoay dây theo chiều kim đồng hồ này thì người bệnh sẽ tháo được cuộn ống mà người bệnh sẽ hết khó chịu. Chúng ta rút dây mà cái màn hình nó không bị tụt thì chứng tỏ là cái cuộn ống nó đang được tháo đấy. Không hề tụt tí nào cả. Đấy, đang tháo. Thế này là bệnh nhân nó sẽ hết rồi. Hết bị khó chịu rồi, hết cái cuộn ống rồi. Đường đi đang ở vị trí 4-5 giờ. Wow. Đại tràng của bác này nó không được thẳng cho nên là gặp những khó khăn, chúng ta phải lựa đường đi cho nó. Đường đi đang ở vị trí giữa màn hình đây. Thay đổi liên tục đường đi thành ra là mình bám sát nó. Nói xong cái đường đi nó ở vị trí khác rồi. 6 giờ. Đây đang trong đại tràng trái và đại tràng, có thể là đại tràng ngang. Đây đại tràng ngang đây rồi. Vẻ như đây là bóc gan. Đây chúng ta sẽ rút dây. Rút dây nó tụt mất thì thôi không rút. Đúng là sau này rút dây, xoay dây ngược chiều được kim đồng hồ là nó sẽ đến gần được. Hút bớt hơi để ngắn cái đường đi lại là này, hơi áp dây xong đây. Xoay dây theo chiều kim đồng hồ là mất một góc phải. Đây là tràng phải. Đến đây là mạch. Có vẻ đây mới đến đại tràng phải. Chưa rút dây được cho nên là hơi vất vả bạn này. Đây à, đây là mạch tràng đi rồi. Cặp đi rồi. À, mời người nhà vào anh. Đây là cái van vô hành ở vị trí 8 giờ 9 giờ.
sao chuẩn bị chưa tốt. Bác là chồng của bác ơi. Đấy bác gái, sao hết cái đại tràng rồi, đây đang ở manh tràng của bác ý. Đây là cái chỗ này là chỗ van mô hành, là nơi ruột non nó đổ vào. Cái này không vào van mô hành của gì nữa. Sẽ hơi khó và khó khăn. Cố gắng xem. Đang là chẳng phải. Chuẩn bị chưa sạch còn rãn đại tràng nó tốt. Ngay văn ra đây. Cái này sẽ vào khó bởi vì không phải cục gì ạ. Đây là cái văn vô hành, nó là cái giải phẫu bình thường. Ai cũng có chứ không. Đây là vị trí đúng thấu giờ thân đau. Thế là vào qua văn vô hành vào ruột non. Đây là đoạn cuối hồi tràn. Ruột non nhưng mà nó khác hẳn bên ngoài. Nó cái chuẩn bị chưa sạch. Thế nên là cũng còn nhiều dịch phân. Không có những cái tổn thương ở vùng hồi tràng như bệnh Crohn hay là bệnh lao, nó có thể là có những cái tổn thương ở đoạn cuối hồi tràng. Rút máy. Thật quá. Nhà bác gái đang hay bị đi ngoài táo phân và bác trai ơi. Đó, hay đi. Cái đại tràng là giãn thì thường hay bị táo phân đấy. Hiện tại niêm mạc như này thì tốt, chưa thấy tổn thương gì cả. Tất nhiên là phải chuẩn bị đại tràng chưa được tốt lắm. Giãn hơi là giãn là quan sát được tốt nhất. Không vướng cái nếp niêm mạc này, tránh sót các tổn thương. Bơm này, bơm này thì có dịch này. Sạch, ok, bơm chút là sạch đấy. Ngoài đại tràng ngang. Cặn phân mạng mọc kỹ sao dạo cặn. Cái mạc này hồng hào đẹp, không có tổn thương gì cả. Đang ở đại tràng. Chỗ này đang ở 40 cm ạ. Đây là vẫn là đại tràng ngang và lắc tiếp táp đại tràng trái. Có hết tiểu dịch. Chuẩn bị đại tràng sạch nó rất quan trọng để giúp cho nội soi thuận lợi nhất. Bác gái thì chuẩn bị chưa sạch, những dịch vẫn còn vàng, vẫn còn những cặn phân. Dặn là uống thuốc mà có bất thường thì gọi nhân viên sẽ tư vấn thêm, nhưng mà gọi cũng không gọi. Tránh ngay hút vào cái cục phân cứng này. Hút hết hơi này. Tránh ứ hơi trong lòng đại tràng. Okay. Ra ngoài cho ta phải bơm hơi căng lên để quan sát. Hiện tại vẫn chưa thấy tổn thương gì bác trai ạ. Hiện tại vẫn chưa thấy tổn thương gì cả. Niêm mạc đại tràng vẫn tốt. Thì đấy vấn đề đại tràng chuẩn bị chưa sạch và lòng đại tràng là giãn.
táo phân thì phải điều trị cái táo phân thật tốt. Quan trọng nhất là điều trị táo bón là phải tập được cái thói quen ngày nào cũng đi ngoài một lần vào đúng một giờ nhất định. Đấy, cái quan trọng thứ hai mới là ăn nhiều rau, nhiều chất xơ, rồi uống nhiều nước, tập vận động. Các cái loại thực phẩm mà nhuận tràng tốt như là khoai lang, chuối, đu đủ, sữa chua. Tiếp theo đấy mới là các loại thuốc nhuận tràng rồi cũng như là các loại men tiêu hóa. Còn khi nào 3-4 ngày mà không đi ngoài được một lần nào, nó táo lâu ngày thì phải thụt để đi ngoài được. Tốt, nếu giữ được cái thói quen đấy rất là tốt để nó tránh táo nhiều hơn. Nhưng mà thì cũng đẹp. Ngày nào bác gái đi một lần là được, duy trì được như thế. Đây là phải bơm hơi để nó giãn tránh. Ra mà sigma đi. Mê bằng phone này có cái hay là dừng đấy một lúc đấy là tỉnh nhanh, rất là nhanh tỉnh. Ngày xưa có nhiều bác sợ gọi là mê xong không tỉnh, đến bây giờ vẫn nhiều bác cứ sợ gây mê và không tỉnh được cái thứ này. Thành ra là vẫn nhiều bác vẫn sợ cái gây mê, vẫn hiểu nhầm về cái gây mê. Xong rồi đã. Sở dĩ không dùng thêm thuốc mê nữa bởi vì rút máy này hoàn toàn là người bệnh không đau. Không đau một chút nào nữa cả. Đây là đang ở trực tràng đây thôi. Niêm mạc rất là đẹp. Cô là cô phát đau không ạ? Đấy, cuộc nội soi đã gần xong và đã tỉnh rồi. Ống hậu môn đây, hoàn toàn tốt. Rất là tốt. Xong rồi, bác gái ạ, cũng không có polyp đâu.